thành phố Hưng Yên vừa xử phạt gần 40 triệu đồng một số trường hợp vi phạm do không đeo khẩu trang khi ra đường và kinh doanh mặt hàng không phải thiết yếu. Qua tuần tra kiểm soát, Ủy ban nhân dân các phường xã đã phát hiện và xử phạt 8 trường hợp không đeo khẩu trang với mức 200.000 đồng một trường hợp. Tổ phản ứng nhanh của Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra lập biên bản đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên xử phạt 5 hộ kinh doanh không phải mặt hàng thiết yếu với mức từ 5 triệu đến 10 triệu đồng một trường hợp. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm túc góp phần đẩy lùi đại dịch COVID-19. Tối ngày 10 tháng 4, ngay sau khi nhận thông tin công dân Nguyễn Văn Hoàng ở đội 5, thôn Điện Biên, xã Hồng Nam tiếp xúc gần với bệnh nhân số 256 có nguy cơ cao nhiễm virus SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo thành phố Hưng Yên đã yêu cầu khoanh vùng, phun khử khuẩn khu vực nhà anh Hoàng, đồng thời điều tra xác minh những người đã tiếp xúc với anh Hoàng. Được biết có 7 trường hợp thuộc diện F2 và 5 trường hợp thuộc diện F3. Đối với các trường hợp F2 đã được đưa đi cách ly y tế tại Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên, các trường hợp F3 được cách ly y tế tại nhà.